Chiều ngày 6 tháng 9, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an tỉnh, đoàn trường cao đẳng y tế Sơn La và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Khi mà trẻ em trên khắp mọi miền của đất nước đang háo hức mong chờ được đón Trung thu đoàn viên, còn với các em nhỏ đang phải điều trị tại bệnh viện sẽ thiệt thòi hơn cả. Nhằm động viên thể hiện sự quan tâm chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La kết hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu 2022 cho bệnh nhi với chủ đề Chương trình Trung thu cho em. Trong khuôn khổ chương trình, các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được xem màn múa lân và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nghe truyền thuyết Trung thu, tham gia trò chơi đố vui có thưởng, tổ chức rước đèn ông sao và phát quà. Các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, trị giá 500.000 đồng mỗi suất. Hoạt động đem đến không khí ấm áp ngày Tết Trung thu, tiếp sức cho bệnh nhi và gia đình các bé tinh thần lạc quan trong điều trị, sớm khỏi bệnh.